Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật. Video này mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách để chúng ta viết chữ lên ảnh, lên video cực kỳ là đẹp bằng cái ứng dụng Pixcard này. Với cái ứng dụng này, ta có thể viết được những cái mẫu chữ uốn cong hoặc là những mẫu chữ nó xoay các cái góc cạnh 45, 50, 180 độ trên cái ứng dụng này. Thì để tải được cái ứng dụng này thì các bạn có thể vào CH Play hoặc là App Store để chúng ta tải nhá. Nếu như chúng ta dùng Android thì ta vào CH Play này. Ta chỉ cần đánh từ khóa là Pixcard là xong. Rồi, chúng ta đánh Pixcard. Đây, chúng ta tìm đúng từ khóa này. Và chúng ta tải cái ứng dụng có chữ P này về. Rồi bây giờ mình đã tải sẵn rồi, bây giờ mình mở lên này. Gửi thông báo, chúng ta không thích gửi thì chúng ta không cho phép. Đây chính là cái giao diện của ứng dụng Pixcard. Với cái ứng dụng này ta có thể chỉnh sửa ảnh cực kỳ là đẹp, nó có rất nhiều những cái tính năng nhá. Thế nhưng video hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta viết chữ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dấu cộng ở đây. Các bạn không cần phải đăng ký nhá. Chúng ta cứ để như này chúng ta dùng cũng được. Các bạn sẽ nhìn thấy cái dấu cộng ở đây, chúng ta sẽ nhấn vào. Và để chúng ta viết chữ thì chúng ta có thể viết lên một cái bức ảnh hoặc là một cái video. Hoặc là ta có thể viết lên một cái nền trống giống như này. Đó, ví dụ như bây giờ mình viết lên một cái nền trống này, sau đó ta có thể ghép vào các cái video lên các bức ảnh cũng được. Rồi ta nhấn vào. Rồi tiếp theo, ở cái phần dưới cùng này chúng ta kéo sang trái sang phải, nó có thanh công cụ, rất nhiều những cái thanh công cụ để chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh. Để viết chữ thì các bạn sẽ nhìn thấy phần chữ đây, ta nhấn vào. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ viết chữ mẹo vặt thủ thuật chẳng hạn. Mẹo vặt thủ thuật. Ok. Rồi, khi chúng ta viết xong, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái dấu V ở góc phải, ta nhấn vào. Rồi tiếp theo, nếu như chúng ta muốn chọn màu chữ thì ở đây nó có phần color. Hình màu chọn hình tròn đây, ta nhấn vào. Đó, nó sẽ ra rất nhiều những cái bảng màu. Nếu như chúng ta thích màu gì, chúng ta nhấn vào màu đó. Ví dụ mình chọn màu đỏ, ta nhấn vào. Ok. Rồi tiếp theo, ở cái phần đường nét này có nghĩa là cái viền xung quanh của chữ. Các bạn thích có cái viền xung quanh, ta nhấn vào phần đường nét. Mặc định nó đã chọn cho chúng ta là màu trắng. Đây nó cũng xuất hiện rất nhiều màu. Ta thích màu gì chúng ta chọn vào màu đó. Ví dụ như ta chọn luôn màu trắng. Và đây là cái số lượng, ta đẩy cái này lên là cái viền nó sẽ dày hơn. Như vậy là xong. Rồi tiếp theo, ở cái phần giãn cách. Nhấn vào giãn cách là ta có thể giãn cách những cái ký tự chữ này, nó giãn cách nhau ra nhá. Đây. Đó. Giãn cách nhau ra. Còn ở bên dưới là các cái giãn cách các cái hàng chữ. Thì ở đây mình có một hàng thôi, ta đẩy nó không có tác dụng nhá. Độ mờ thì là cái mờ của chữ này, hòa trộn phong cách. Ta nhấn vào phong cách thì ở đây nó sẽ có những cái kiểu mẫu. Đó, nếu như chúng ta thích ta chọn. Rồi ở cái phần có mấy cái bốn cái góc này này, cái này lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Thì ở đây nó có cái phần uốn cong. Đây, nếu như chúng ta thích viết chữ uốn cong, ta nhấn vào đây. Rồi, thích uốn cong này, chúng ta kéo cái thanh này uốn cong lên trên, uốn cong xuống dưới. Đó, rất là hay. Đây là phần uốn cong. Đó, rồi. Ta để về vị trí đầu đã nha. Vị trí 1, 0. Đó. Và nếu như chúng ta thích cái chữ này, nó dài hơn, thì đây nó có cái mấy cái chấm này, ta kéo nó xuống là chữ nó dài ra. Đó, nhìn nó rất là to. Đó, và tiếp theo này, ở cái phần này chúng ta có thể chọn chữ, chọn cái kiểu chữ cho nó đẹp đã. Thì ta nhấn vào phần phông chữ này. Phông chữ thì ở dưới này nó sẽ có rất nhiều các cái mẫu chữ để chúng ta lựa chọn. Nó cài sẵn trên ứng dụng rồi. Đó, ví dụ mẫu này hoặc là các cái mẫu khác. Ta thích mẫu nào thì chúng ta kéo cái thanh này để chúng ta lựa chọn nhá. Đó. Và nếu như chúng ta muốn thêm các cái mẫu chữ ngoài vào để thay thế các cái mẫu chữ có sẵn trên ứng dụng thì chúng ta sẽ nhấn vào phần xem hết. Đây, ta nhấn vào xem hết. Xem hết thì cái dòng đầu tiên này ở phần khám phá này là những cái mẫu chữ của ứng dụng.
Còn tiếp theo chúng ta nhấn vào phần phông chữ của tôi, hình trái tim đây, ở giữa ta nhấn vào. Đó, nó sẽ hiện ra một cái mục là thêm phông chữ. Thì ta nhấn vào thêm phông chữ. Và ở đây mình đã có những cái mẫu chữ cài sẵn. Thì các bạn muốn các cái mẫu chữ này thì chúng ta phải cài sẵn nha. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ thêm một cái số mẫu chữ thư pháp vào chẳng hạn. Thì ta nhấn vào cái phần là đây là mình đã lưu lưu sẵn trên điện thoại rồi. Mục tải xuống này. Ví dụ như 8 mẫu chữ thư pháp đây chẳng hạn. Đây. Đó, ví dụ như mình có mấy cái mẫu chữ này. Bây giờ mình thêm vào. Rồi, khi chúng ta chọn xong, ta nhấn vào chọn. Ok, đó, các cái mẫu chữ này nó đã được lép ghép vào đây. Ví dụ như mẫu chữ này thư pháp. Đó. Rồi, ta nhấn vào phần xem hết này. Ta có thể chọn các cái mẫu chữ khác đây. Đó. Đây là cách để chúng ta thêm cái mẫu chữ ngoài nhá. Nếu như bạn nào muốn thêm thì chúng ta có thể thêm như vậy. Ok. Đó, phần xem hết này, chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu chữ ở đây, hoặc là ta nhấn vào phần Perennium này. Perennium này là cái bản cao cấp thì mới có nha. Các bạn dùng lên cái bản cao cấp thì sẽ có được cái phần này. Ta có thể lựa chọn và không mất tiền. Nó có nhiều cái mẫu chữ khá là đẹp. Đây, ví dụ cái mẫu này. Đó. Rất nhiều cái mẫu chữ đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ lựa chọn một số cái mẫu chữ mà chúng ta yêu thích nhé. Rồi, khi chúng ta lựa chọn được chữ yêu thích rồi. Đây, ví dụ mình chọn một cái mẫu chữ cho nó đẹp đi. Rồi, ví dụ cái này đi. Đó, ta có thể kéo giãn ra thoải mái. Và ở cái phần này, nó có cái phần luật xa gần này. Đây, các bạn có thể điều chỉnh cái thanh này. Đó, nó xoay nghiêng này. Góc cạnh này. Rất là hay. Hoặc là ta nhấn vào đây. Đó, nó sẽ lật này. Nó xoay nghiêng này. Đó. Hoặc là chúng ta thích chỉnh theo kiểu của chúng ta thì chúng ta chỉnh ở đây. Ta chỉ cần nhấn vào cái góc cạnh này, cái góc có cái dấu chấm này, chúng ta điều chỉnh. Đó, còn uốn cong. Chúng ta có thể viết sẵn cái mẫu chữ này, sau đó chúng ta ghép lên các cái video hoặc là bức ảnh của chúng ta. Rất là hay. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ viết chữ như này. Nhỏ bật thủ thuật như này chẳng hạn. Ta có thể viết luôn lên bức ảnh thì ta nhấn vào phần thêm ảnh này này. Thêm ảnh thì ta có thể chọn một cái bức ảnh bất kỳ. Chọn một bức ảnh bất kỳ. Ví dụ như đây. Thêm một. Đó. Thêm một thì bây giờ ta muốn cái chữ này nó nằm bên dưới, cái chữ này nó nằm bên trên, ta nhấn vào đây. Đó. Ta kéo nó xuống dưới. Đó, thì chữ nó sẽ nằm bên trên. Khi chọn xong ta nhấn dấu V. Đó, thì chữ nó sẽ nằm bên trên. Thì cái bức ảnh này ta có thể zoom lớn đi. Đây là lên bức ảnh, hoặc là ta có thể viết lên một cái video nào đó. Nghiệm vật thủ thuật. Đó, nếu như chúng ta lưu cái này không có ảnh thì nó sẽ có chỉ có riêng cái chữ này thôi. Sau đó chúng ta có thể ghép lên bất kỳ một cái video, một cái bức ảnh nào nhé. Đó, đây chính là những cái cách để chúng ta viết chữ khá là hay trên cái ứng dụng PicCard này. Ngoài ra cái ứng dụng này nó còn có thể chỉnh sửa ảnh rất là hay nhá. Chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh với cái ứng dụng này thì nó là cái ứng dụng cực kỳ là thông minh, chỉnh sửa ghép ảnh rất là hay luôn.
Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một cái bức ảnh bất kỳ để mình viết chữ chẳng hạn. Ví dụ cái bức ảnh này đi. Đó, sau đó chúng ta viết chữ. Hoặc là ta có thể xóa một cái vật thể nào đó trên bức ảnh này. Thì với cái ứng dụng này, rất nhiều video mình cũng đã chia sẻ hướng dẫn rồi. Thì riêng hôm nay mình sẽ chỉ bổ sung thêm cái phần viết chữ. Còn những cái tính năng rất là hay nữa thì ở video trước mình đã chia sẻ. Bạn nào chưa rõ thì có thể xem lại nhé. Đó, và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.